Đây có phải là một hùng không? Không. Không phải, đó là một vàng mà, không phải một hùng. Đúng Thế rồi. có phải là sao? Đúng rồi, chúng ta sẽ giải lớp màu hồng trước nhé. Và đây có phải là một hùng không? Thì ơi. Không, đó là một sàn. Còn cái này thì sao? Chú, cái này nè. Có phải hùng không mẹ ơi? Có đúng không mẹ ơi à? Rất nhiều màu nhé. Chúng ta đã tìm được một hùng rồi. Tìm thêm thì sao? Còn rất nhiều nữa. Nữa? Ôi. Màu đỏ này thật xấu rồi. Cũng được. Không được. Đó là màu đỏ mà. Tại sức đa sức màu vàng. Màu vàng này rất xấu tính. Bạn đã xếp xong màu hồng chưa? Chưa, cũng phải thêm. Ừ. Đỏ này tớ xấu tẹo của tôi mà quấn một đỏ này rất xấu tí. Con tắt. Mẹ ơi, mẹ giúp con được không? Nó không để quạt tàu. Chúng ta tìm đến nằm mưu không? Đi tìm chuối. Chúng ta sẽ tìm chuối nhá.
Thêm chuối à? Dạ. Tiếp tục đi. Tiếp tục. Chúng ta sẽ xem cái gì đó. Ôi sao lại đảo hết lên vậy? Đảo hết lên. Chứ phải. Con phải cho bún.